chú trọng thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, phát triển OCOP. Trong thời gian qua, các cấp ngành và địa phương tại huyện Tháp 10 đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó quan tâm hỗ trợ, tập huấn chuyên môn, thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử để các chủ thể khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, làm gia tăng giá trị tài nguyên hiện có. Thông qua đó, nhiều sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Không dừng lại ở đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ nhằm góp phần hoàn thiện sản phẩm, thúc đẩy hiệu quả phong trào khởi nghiệp, phát triển OCOP và khẳng định chỗ đứng trên thị trường cho các sản phẩm có thế mạnh của huyện. Sữa sen bột vị cà phê, một sản phẩm khởi nghiệp được người tiêu dùng đánh giá rất tích cực của chị Hồ Thị Diễm Thúy, chủ cơ sở sữa sen Diễm Thúy 2, xã Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Chị cho biết, sau khoảng 20 năm làm phụ hồ, chị quyết định khởi nghiệp với sản phẩm chế biến từ sen. Bởi theo chị, sen vừa là thế mạnh của huyện Tháp 10, vừa có nhiều tiềm năng để lan tỏa hình ảnh địa phương đến bạn bè gần xa. Hiện tại, cơ sở có đến 4 sản phẩm từ sen, trong đó có 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP là sữa sen bột vị cà phê và sữa sen bột. Lúc trước mình đi làm hồ thì mình cũng không hiểu về nhiều về những cái này đâu. Rồi khi mà mình được đi tập huấn thì mình đã tìm hiểu, thì mình nghĩ là nếu mà chọn sen để khởi nghiệp thì đó là một cái con đường để mình sẽ đi dẫn tới kinh tế cho gia đình mình nó tốt hơn. Mình giới thiệu được cái sen của Tháp 10 mình ra các tỉnh thành khác. Cá sạc rằn cũng là sản phẩm đặc sản của xã Láng Biển, huyện Tháp 10. Trong thời gian qua, với sự quan tâm hỗ trợ của địa phương và ngành chuyên môn, hộ anh Lê Văn Dân đã bắt đầu gặt hái được thành công ban đầu trên chặng đường khởi nghiệp của mình với sản phẩm khô cá sạc rằn chuẩn OCOP. Hiện tại, sản phẩm của anh có lợi thế cạnh tranh nhất định bởi gắn được với dùng nguyên liệu, khẩu vị phù hợp với nhu cầu số đông người tiêu dùng. Nhờ vậy, sản phẩm được khách hàng đón nhận, góp phần mang hình ảnh địa phương đi xa hơn. Đăng ký cái hồ sơ để mà làm cái chương trình OCOP thì cuối năm 2020 thì sản phẩm mình đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Thì từ đó thì khách hàng biết nhiều hơn cái sản phẩm của cơ sở mình. Có nghĩa là vừa nó thông tin trên đài, rồi có nghĩa là mỗi xã một sản phẩm, thì ở huyện Tháp 10 như là có sản phẩm khô sạc rằn dân mộc. Thì bản thân thì cũng tâm huyết là bị muốn là một thành viên trong cái hội quán là của Thuận Phát, nhưng mà đó thì bản thân cũng như cơ sở là mình cũng mong muốn làm sao có nghĩa là đi sâu hơn nữa về cái con cá sạc rằn. Đến cuối năm 2023, huyện Tháp 10 có 38 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao của 15 chủ thể. Trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, ngành chuyên môn ở địa phương đã rất chú trọng đến phong trào khởi nghiệp và phát triển OCOP. Do vậy, đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ, trong đó nhiều sản phẩm khởi nghiệp hình thành phát triển và được chứng nhận OCOP. Thời gian qua thì đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan và ủy ban dân các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn, tập huấn cho các cái chủ thể có ý tưởng về cái khởi nghiệp cũng như là có các cái sản phẩm tiềm năng lợi thế ở địa phương để tham gia cái khởi nghiệp. Thì sau khi các cái sản phẩm OCOP của huyện được công nhận từ 3 sao trở lên thì phòng hàng năm thì phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh cũng như các ngành của huyện là thường xuyên tổ chức các cái lớp tập huấn để nâng cao cái năng lực cho các cái chủ thể OCOP, đặc biệt là cái kỹ năng về cái xây dựng và quản lý website, kỹ năng số. Cũng theo ngành chuyên môn của huyện Tháp 10, từ nỗ lực của các chủ thể và quá trình hỗ trợ của huyện, đến nay các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng số. Trong đó, 100% sản phẩm OCOP của huyện được tham gia các sàn thương mại điện tử. Qua đó thì đã góp phần nâng cao cái giá trị các cái sản phẩm OCOP và từng bước trở thành các cái sản phẩm thế mạnh của huyện. Trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân huyện chỉ đạo các cái ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường cái công tác tuyên truyền, hỗ trợ giúp đỡ tập huấn cho các chủ thể có ý tưởng khởi nghiệp cũng như các cái chủ thể OCOP.
Bên cạnh đó, ngành chuyên môn của huyện Tháp 10 cũng cho biết sẽ tiếp tục chú trọng đẩy mạnh hỗ trợ cho các chủ thể khai thác các nền tảng số phục vụ việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời quan tâm khâu đăng ký nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, góp phần hoàn thiện sản phẩm, thúc đẩy hiệu quả phong trào khởi nghiệp, phát triển OCOP và khẳng định chỗ đứng trên thị trường cho các sản phẩm có thế mạnh của địa phương.